Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Ma Cao Đổ Bãi trong video buổi sáng thứ sáu ngày mùng 10 tháng 5. Hôm nay đã là cuối tuần rồi các bác, hôm nay thứ sáu rồi. Một ngày mới, một kỳ nghỉ cuối tuần lại sắp đến. Kính chúc tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc đang xem video như theo dõi kênh hay là và mua hàng của kênh Ma Cao Đổ Bãi. Một ngày mới, một kỳ nghỉ cuối tuần thật là nhiều vui vẻ, năng lượng, thành công các bác nhé. Vâng, thì được sự tin tưởng ủng hộ của bác nên các sản phẩm của chúng em lên đều được các bác ủng hộ rất là nhanh và gần như là trong buổi sáng là được các bạn ủng hộ hết rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hai vợ chồng em thì cũng bán hàng cũng sẽ cố gắng làm sao là hoàn thiện cái sản phẩm nhất. Đấy, bán hàng thì vẫn cái triết lý thật thà là trai khôn khéo, có sản phẩm như nào thì em sẽ báo rõ các bác như vậy để hai bên cùng đi đến cái kết luận là có mua hay không các bác nhá. Đấy, sản phẩm ở trên video em sẽ báo các bác rõ ràng từng đi từng tí một. Đấy, có những cái mà không nhìn ra thì đúng là không thể nhìn hết được các bác nhá. Chẳng may có những cái gì mà nó sơ suất, nó còn nhỏ thì mong các bác hết thông cảm vậy. Vâng, thì trước khi vào video thì em cũng vẫn chia sẻ với các bác là trước khi mua hàng thì các bác cần nghiên cứu kỹ trước nhá. Đầu tiên là đồ nội địa Nhật thì phải bắt buộc phải sử dụng điện áp 100 110V. Đấy, đấy là cái điều mà phức tạp đầu tiên. Đấy, nó không thể cắm trực tiếp vào cái điện chúng ta đang dùng được mà bắt buộc phải sử dụng qua bộ đổi nguồn như này các bác nhá. Đấy, đầu tiên là cách cách là như thế. Đấy, thứ hai là nồi cơm điện, nồi cao dần Nhật nấu nó sẽ lâu hơn các bác nhá, nấu nó sẽ lâu hơn nồi nồi thường. Đấy, nên các bác lưu ý như vậy. Đấy, đầu tiên là phải dụng qua bộ đồ nguồn này, thứ hai là thời gian nấu nó sẽ lâu hơn. Nồi mới bắt đầu dùng, nếu mà chúng ta mà giải quyết được hai vấn đề đấy thì các bác nên mua nồi nội địa Nhật. Thứ nhất là nó bền, thứ hai là cơm nó ngon hơn nồi mâm nhiệt chúng ta đang nấu hàng ngày. Đấy, nhưng mà nó cách rách là nếu mà chúng ta vô tình mà chúng ta cắm vào điện lưới nó sẽ cháy, đấy lại phải sửa. Đấy, còn không sử dụng cái này thì không thể không có cái này thì không thể sử dụng, là phải mua cái này. Đấy, nồi có thể là 400 500 nhưng cái nguồn cũng là 500 600 rồi. Đấy, có thể một gấp đôi các bác nhá, nhưng mà chúng ta đầu tư ban đầu thôi thì sau đấy thì chúng ta sử dụng nó rất là bền bỉ và cơm nó ngon hơn cái nồi mâm nhiệt chúng ta đang mua ở siêu thị hay là mua ngoài cửa hàng điện máy các bác nhá. Đấy là cái điều cách cách đầu tiên. Thứ hai của những cái sản phẩm nồi cơm điện Nhật là phải như vậy, nên các bác cứ lưu ý nghiên cứu thật kỹ xem là chúng ta có quyết định mua hay không. Đấy, mà khi đã mua rồi thì mong các bác là không thay đổi ý kiến. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Vâng, đây là kênh YouTube của nhà em nhé, kênh YouTube của nhà em, đây là kênh Ma Cao Đổ Bãi nhé. Có vào trong YouTube bác tìm kiếm đánh chữ Ma Cao Đổ Bãi, số điện thoại cũng Zalo là tên vợ em Trần Thị Bích Lê 0969885088. Các bác mua hàng đến đây có trực tiếp qua số này các bác nhá. Nếu các bác gọi Zalo không được thì các bác cứ gọi số gọi điện thoại thường nhá, nhiều lúc là Zalo đi đường nó không có mạng còn là mạng nó kém. Đấy, nhiều bác là cứ gọi Zalo gọi 4 5 cuộc không đến nghe máy, nó bảo bên em là không có nghe máy, là coi thường khách hàng là không phải đâu. Đấy, nếu chúng ta mà gọi Zalo không được thì chúng ta gọi số thường, bốc máy gọi số thường, ấm ấn 0969885508 để chúng ta gọi các bác nhá. Đấy, còn nhiều lúc các Zalo là không có mạng đâu. Đấy, là chỗ này ra ngoài. Sử dụng điện áp 100 110V, bên em bán hàng không nhận cọc, bán hàng bao ship toàn quốc nhá, nhận hàng kiểm tra hàng sau đó thanh toán. Đấy, bên em bán hàng là không nhận cọc. Bác xem video bác ưng mã nào, bác ưng mã nào thì bác ưng mã nào thì bác chốt mã đó và để lại thông tin địa chỉ số điện thoại. Đấy, và các bác có thể chụp lại màn hình cái sản phẩm mình mua, sau đó là bên em sẽ có trách nhiệm gửi đến cho các bác đúng hàng các bác đặt là các bác nhận nhá. Đấy, thử hàng bằng điện áp 110V, lưu ý em cho thử hàng nhưng mà thử hàng bằng điện áp 100 110V nha. Còn hàng đến tay các bác, trước khi đến tay các bác này nhà em đã test dọn và test cơm hết rồi, tất 100% nồi đắt hay rẻ, to hay bé đều được nấu cơm ít nhất một lần nhá, ít nhất một lần, và sau đó mới gửi đến các bác. Đấy, nên các bác yên tâm đi ạ. Nếu trong quá trình vận chuyển nó không bị móp vỡ hay nó bị như thế nào thì sản phẩm sẽ dừng bình thường các bác nhá. Đấy, đây là bộ đổi điện nhá, bên em có bán thêm bộ đổi điện của công ty ổn áp Standa Việt Nam, đổi nguồn điện từ 220V đến 100V. Đấy, công suất 2 kVA, 3 kVA, có cả dây nhôm, cả dây đồng và cả vỏ sắt, cả vỏ nhựa. Nếu các bác nhà mình chưa có mà cảm thấy cái giá thành này mà nó phù hợp thì các bác ủng hộ vợ chồng nhé. Bên nhà em sẽ đóng hàng gửi các bác để khi bác nhận nồi thì có đồ để sử dụng luôn. Đấy, bên em sẽ như bác mua nồi và nguồn thì em sẽ đóng làm hai đơn nhé, để tránh tình trạng là nặng quá bên giao hàng người ta quăng quật nó bị móc vỡ cả nguồn cả nồi. Đấy, bên em bao ship nhưng vẫn đóng riêng lẻ các bác nhá, để tránh tình trạng là nó bị hỏng sản phẩm. Đấy, chấp nhận đắt thêm một chút về cước phí, đắt thêm một chút về thùng xốp, nhưng mà bên em sẽ đóng cho các bác rất là cẩn thận. Đấy, như cả việc bao ship bên em vẫn phải làm như thế nhá. Đấy, chứ không phải là bao ship mà em đóng dồn đơn đâu. Đấy, có những bác mua 3 sản phẩm bàn là này, nguồn này hay nồi cơm, em vẫn đóng làm 3 đơn khác nhau. Đấy, chứ không dồn, nó nhà dồn vào người ta quăng một cái nó vỡ hết đi. Đấy, đây là bộ được bằng nhựa nhá, đây là bộ bằng nhựa. Đấy, đây dây rất là đẹp đứng nhá, để nó gọn gọn nhẹ. Đấy, đây là bộ bằng sắt này. Đấy, có nhá, để nếu bác nhu cầu thì
thì mua nguồn thì liên hệ bên nhé. Cảm ơn, có rất là nhiều, em đi vào việc luôn nhé, vào việc luôn. Đầu tiên em lên cho bác một em tô đèn, à quên, là bảo tô đèn, em Mitsubishi đèn, à, Mitsubishi đèn nhé. Con này thay pin rồi nhá, bên trong mạch nó rất là sạch và đẹp các bác nhá, mạch rất sạch và đẹp. Con này nguyên bản nó là cái răng của nó đây, đây răng của nó đây, đây răng của nó về đây này, nó đẹp như này, nhưng nó bị vệ sinh, nó bị rách một đoạn mà, à, em kỳ không may cái trong cái búi đánh son nó có cái mạt sắt nó quặc vào phát là đứt luôn, đấy, đứt luôn cái răng, đấy, có thấy không ạ? Nhiều lúc vệ sinh nồi, à, vệ sinh hay là thay cục pin đấy, cái nồi Itoyama hôm trước là thay cục pin là hỏng sợi cáp và thay sợi cáp mới đấy. Đấy, hai cái này là vệ sinh là rách cả gioăng luôn đấy, các bác lưu ý đây, con này là có cái gioăng nguyên bản nó nhưng mà rách rồi, em lại thay một cái gioăng khác vào. Nhà em thì đồ thì nhiều các bác nhá, đấy còn nó rất là sạch đẹp này, nhưng mà phải thay một cái gioăng khác vì không còn cái gioăng xanh như thế nữa. Nhưng mà đây là gioăng này gạo nứt thôi, gạo nứt thì còn rất là mềm các bác nhá, còn rất là mềm mà dẻo này, rất là mềm mà dẻo các bác nhá, đấy. Gạo nứt thôi, rất là sạch nhá. Con này em để các bác giá bình dân thôi các bác nhá, giá bình dân. Đấy, nòng rất dày nhá. Nòng cực kỳ dày luôn các bác ạ. Nòng cực kỳ dày luôn. Nòng cực kỳ dày nhá. Đấy. Nòng rất là dày, các bác nhìn thấy không? Đấy. Nòng dày các bác nhá, nòng dày bịch luôn. Đấy, đáy có xước này, bốn xung quanh đây. Sạch sẽ nhá. Đấy, bên trong đây. Đấy, có chấm cám li ti này, bao các bác không dính cơm trong vòng nhiều nhiều năm nữa nhá. Đấy, có giấy xước lông mèo này. Đấy. Đây bên trong đây. Đấy, em cho bác xem nội thất trước nhá. Bên trên đây. Đấy. Hàng đã qua sử dụng rồi các bác nhá. Các bác lưu ý là chúng ta mua thì chúng ta cũng tâm niệm là chúng ta mua hàng cũ. Đấy, chứ không phải là hàng mới tinh, nên là nó có hơi sức sức một tí hay nó hơi cáu cáu một tí. Đấy thì chúng ta về tiếp tục vệ sinh tiếp nhá. Hay là răng nó hơi vàng một tí thì đấy là cái việc mà chúng ta xác nhận là mua hàng cũ đây. Con này này mặt vân đá rất đẹp này. Đấy, vân vân đẹp không ạ? À, rất là đẹp nhá. Đấy đi là không có này thay pin này nhá. Đây nó có nấu cơm này, ủ này, hay này hẹn giờ là đèn nó có sẵn ở đấy luôn. Sản xuất năm bao nhiêu? Con này sản xuất năm 2009, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1.350W, công suất rất lớn các bác nhá. Có mã NGS AVGS10B gạch ngang N. Đấy, hành khách quách đây. Mẹ niên là không bể vỡ nhá. Em này là mưa làm gió một thời đây. Đấy. Nấu này, à, hiện phút ngay từ ban đầu luôn các bác nhá. Đấy, thấy không? Phút này rồi nhỉ, hủy này, hâm này, đấy. Hủy này, chọn con loại gạo này, đấy. Hâm này, đấy. Hẹn giờ cơm chín, giờ phút, đấy. Nấu, ok chưa ạ? Các chức năng con này cơm ngon các bác nhá, nấu cơm ngon, nấu qua đêm cơm rất nóng luôn và cơm mềm nhá, đấy. Bao cơm ngon luôn con này, đấy. Còn cổ dây còn rất đẹp này, dây còn cực kỳ đẹp nhá, Mitsubishi, đấy. Mặt mũi đây, đấy. Bít cổ nhá. Đấy, con nào mà ưa đồ cổ thì mua em này. Mã số 1 ngày mùng 10, mã số 1 ngày mùng 10 tháng 5 để các bác này bao nhiêu? 600k coi nhá, 600k cả ship đấy nhá, cả ship. Đấy, bao cơm ngon nhá. 600k cả ship một em nồi mít cổ. Đấy, công suất lớn nhá, 1350W. Đấy. 600.000 cả ship các bác nhá, 600.000 cả ship. Đây, ơ con này chưa nắn. Hôm qua quên con chính không nào. Đây tiếp theo một em Hitachi cao tần áp suất bi. Đấy, mùa hè rồi các bác về mua về nấu ninh xương, nấu cơm, nấu cháo, nấu chè nhá các bác nhá. Đấy, áp suất bi không xì thôi nhá. Sản xuất năm bao nhiêu? 2021. 2021 luôn các bác nhá, 2021. Đấy. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1.400 nhá. 2021 này các bác nhìn thấy đây. Đấy. À, toàn bộ tiếng Nhật nhá, lắp ráp tại thị trường Nhật Bản, chỉ dành cho thị trường Nhật Bản các bác nhá, không xuất khẩu nên là không có made in Japan. Đấy, mặt mũi đây. Đấy, chỗ này là cấn đây, em sẽ tháo nắm cho các bác nhá, em sẽ tháo nắm. Đấy, tối hôm qua thì cũng thay pin rồi sửa cho các bác một hai cái nồi cắm nhầm điện nên là những cái vấn đề này em chưa làm hết được. Em sẽ tháo tí nữa, xong nay em sẽ tháo nắm luôn cho các bác. Đấy. Đấy. Tất nhiên nắm thì nó không được đẹp mướt này, nhưng mà nó sẽ là 1.8-1.10 các bác nhá, 1.8-1.10. Mặt mũi đây, bây giờ là 6:50. Đấy. Tất cả đã test cơm, test áp suất rồi, những dòng áp suất này test áp suất rồi các bác nhá. Test cơm, test áp suất rồi. Mình lưu ý như thế. Răng xanh như mới này, đời 2021 nhá. Răng xanh như mới, răng trên 95-97% nhá, trên 95-97%. Đấy. Áp suất bi nhá, rất sạch sẽ này. Đấy. Cao tần. Áp suất bi Hitachi. Em bán toàn bộ là nồi cao tần nhá. Đấy. Thì thỉnh thoảng có một hai con mâm nhiệt thôi. Ở các video trước thôi, có mâm nhiệt thì em sẽ báo các bác là mâm nhiệt nhé.
Rồi bên trong đây sạch bóng này, không xì nhá. Đấy, con này có mã là gì đây? Trong thế in đây, toàn bộ trong này thì tiếng Nhật ở đây. RZH10BZ. Xong đẹp nha, không tì vết. Đằng trước, đằng trong, đằng sau. Bốn xung quanh đây. Đấy. Có những vết nó hơi sức sức này. À đây không phải là máy mà nó bẩn. Bẩn nó bao nhiêu? Đấy. Bẩn. Nâu đi được. Bên trong là sạch bóng luôn nha. Đẹp chưa ạ? Không tì vết nhá. Song dòng như mới này. Song dòng như mới. Đấy. Chỗ này em lại tháo làm nắn cho các bác nhá, yên tâm đi ạ, mặt mũi này đẹp nhá. Đấy. Bao zin nguyên bản nhá. Nếu mà có không nguyên bản thì không nguyên bản là cục pin thôi. Ai con nào hỏng còi em thay còi thôi. Đấy, còn bao zin nguyên bản. Cho bác từ mạch công suất này, hay là tụ này, hay là IC này. Cái đấy không có bao giờ động chạm gì hết. Đấy, có cục pin hết pin thì thay pin, hay là cái còi nó không kêu thì thay cái còi. Đấy, còi thì cũng là lấy từ cái mạch con này sang lắp sang con kia thôi, chứ không phải còi Trung Quốc có nhá, không có cái loại nào nó vừa cái này đâu. Đấy. Mã số 2, ngày mùng 10 tháng 5. Để bắt đầu là 1050 nhá. 1.050.000 nhá, màu đỏ đời 2021, xong dòng như mới bác nhá. Đây bác nhìn lại đi. Tiền nào của đấy bác nhá. Xong dòng như mới Hitachi thì bác nấu cơm ít nước thôi. Đấy, thì trong quá trình nấu nướng thì nó không bị bay hơi nước nên là bác nấu ít nước thôi. Mã số 3. Một chiếc nồi Joyeci cao tần IH vua đầu bếp Nhật Bản. Đấy, thương hiệu chú voi con nhá, chú voi con. Đấy, thành quách đây, có sức nano, sản xuất năm 2018, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105W. Đấy, có mã NBVZ10. Đấy, bác nào thêm min ra ban, con này có min ra ban nhá. Đấy. Thành quách đây. Đấy, đẹp chưa ạ? Mặt mũi đây. Bây giờ 6:53 nhá, 6:53. Đấy. Chọn gạo này, gạo không vo này. Đấy, menu chắc chắn nó là chuông còi này, còi kêu tít tít này. Đấy. Thủy này. Nấu này. Đấy. Con này này nấu nó chỉ kêu tít thôi các bác nhá, nó lại không thấy nhạc. Đấy. Hâm này. Đấy, hâm thì lại có nhạc nha, chứ tùy từng model các bác nhá, không con nào giống con nào hết. Đấy, bạn lưu như thế. Hôm 8 phút này, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, nấu này, đấy, có kêu tít tít, đấy, hủy này, chỉ có nút hâm là có nhạc này, bác nghe này nhỉ, đấy, ok chưa ạ, hâm này, đấy, còn lại là nấu thì nó chỉ kêu tít thôi nha, đấy, không có bác bảo bảo này sao không giống với tôi, mỗi con nó có một cái khác nhau. Mỗi con có một cái đặc thù khác nhau, không con nào giống con nào bác nhá. Em báo rõ các bác tình trạng thế để tránh tình trạng về nhà chúng ta có một hai con chúng ta lại so sánh con nọ con kia, nó không hay. Điện nó ok nha, đời cao thì nó sẽ trong màn hình nó sẽ có thêm chữ như nấu tiết kiệm điện là nó hiện luôn ở trong màn hình như này. Đã, thành quách đây. Răng xanh nhá, răng xanh mướt này, 2018 bác nhá, 2018. Răng xanh nhá. Nòng thì có vết sứt nông mèo. Đã, bên ngoài đây. Có xước này. Lá bình dân thôi các bác nhá. À, bên trong đây. À, có một vài điểm chấm cám nhỏ xíu đây. Nhỏ có vết sức nông mèo ở hông này. Lá bình dân thôi, được cái đời 2018 thôi ạ. Và bao các bác không dính cơm trong vòng nhiều năm nữa nhá. Do Yoshi vua đầu bếp Nhật Bản. Nấu cơm ngon mềm. Đấy. Đấy có xước nhá, bốn xung quanh sạch bóng này. À, bên trong đây. 2018 các bác nhá, lưu ý 2018. Mặt trước mặt trên. Này để bao nhiêu? Đời cao 2018. Xong do như thế là đạt được các bác nhá, một vài điểm chấm cám nhỏ xíu thôi, giá em báo là có cả cước rồi nhá. Đấy, các bác không quan tâm như em báo con này nè. Bên đây là mã số 3, ngày mùng 10 tháng 5 là 800.000 đi chẳng hạn. 800.000. Thì các bác nhận hàng chỉ trả 800.000 thôi, còn tiền cước bao nhiêu thì các bác không cần quan tâm nhiều các nhá. Đấy, nhiều ít thì bên em trả đấy. Như gần thì là 35-40.000, xa thì là 5-60.000, thì cái bên đấy thì bên em sẽ chi trả hết các bác nhá. Các bác nhận hàng chỉ thanh toán với 800.000 thôi. Đấy. Tiếp theo là bên em Iris Ozama. Đấy. Iris Ozama, đấy, mặt mũi đây, đấy, vân 3D nhá. Đấy. Con này màn hình còn đẹp này, không bị xước mấy nhá. Đấy. Bốn xung quanh đây. Đấy, nói chung những vết xước răm thì vẫn có nhá, không thể tránh khỏi đâu. Sản xuất năm 2020, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1130W, lắp ráp tại Trung Quốc nhá. Lắp ráp cho thị trường Trung Quốc ở trong ở nhà máy sản xuất Trung Quốc nhưng mà xuất cho thị trường Nhật Bản nhá, có tem hình oval đây. Đấy.
nguồn gốc lắp ráp ở đâu thì sẽ có nguồn gốc ở đấy thôi. Đã. Mặt mũi đây. Đã. Còn sáng quắc nhá. 2020 các bạn ý đời 2K 2020. Nấu này, lại có hiện phút ngay từ ban đầu nhá. Có hiện phút ngay từ ban đầu. Thủy này. Hâm này. Đấy, thủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Nấu này. Đấy. Thủy này, menu. Đấy. Chọn các loại gạo của Nhật. Đấy. Trong siêu thị có bán các bác nhá. Ok. Tiệm đóm là ok rồi, viền cầu đô còn đẹp. Giờ rất con này, 6 giờ 57 phút các bác nhá. Giờ bên trong. Ít Oyama thì gần như xong nồi thì 10 con thì 9 con rưỡi. 9 con 7 năm là đẹp. Không có một con nào là xong xấu. Đấy, nên là đánh giá là cái lớp chống dính của nó là người ta làm rất là tốt, xong dày, xong cực kỳ dày luôn nhá. Xong giấy bịch. Đấy. Nòng đáy con đẹp này, bên trong nòng đây. Đấy. Đây có chống cám đây con này. Đấy. Này. Này. Nhìn thấy chưa? Đấy. Nó trồng dính nó rất là đanh thôi nha, trồng rất là đanh mà. Đấy, có một nốt nó trồng cám mà hướng 10 giờ ạ. Đẹp chưa? Đấy, để xa là nó hiện ra. Giá cả thì bình dân thôi các bác nhá, giá cả thì hết sức bình dân. Đây, răng này. Răng xanh nhá, răng xanh mặt nhôm này, mặt trước mặt sau còn sáng này. Đấy, răng xanh nhá. Đời cao 2020. Để các bạn này bao nhiêu? 680.000 cả cước các bác nhá. Đấy. Yit Ozama đời cao 2020. Giá như nó bỏ cái chữ Made in China đi thì nó được giá quá các bác nhỉ. Mã số 4. Ngày 10 tháng 5. 680k. Mã số 5, tiếp tục mấy em ý Zoma nữa. Đây con này thay cáp vào đây nhá, không biết thay pin, thay cáp vào đây. Này. Cũng sản xuất năm 2017 các bác nhá. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1130W Made in China. Đấy con này là hôm trước là em lên là thay pin thì nó không lên, em đã thay cáp rồi. Bị chập cáp nhá, em đã thay cáp ngon lành rồi. Này. Nấu này. Hủy này. Hâm này. Đấy, hủy này, menu này. Hai con về giao diện menu thì là giống hệt nhau thôi. Đấy. Thủy này, hâm này, khác nhau về đời thôi, không có nhá, y xì nhá, khác nhau về đời thôi. Mặt mũi đây, này, con này thì thân đen, mặt bạc nhá, thân đen mặt bạc, để bốn xung quanh đây, giống con kia thôi. Đấy, biết nên là không bể vỡ nhá. Con này nòng thì rất là đẹp này, nòng đẹp hơn con kia nhiều nhá, không có chấm chám gì nhá. À. Con này thì không có chấm chám gì. Con trước bán 700. Con này em để các bác bao nhiêu? Quên mất chưa có xem đáy. Này. Đây, răng xanh nhá, 680.000 nhá, hai con bằng nhau. 680.000. Mã số. Quên, mã số 5. Ngày 10 tháng 5 để có 680k nhá. 680.000 thôi. Yit Ozama. À. Tiếp theo em lên người em Mitsubishi. À. Cắp nách này, nâu nắm thì mới bán con này. Ra hàng con này thì nó cái nòng đẹp thì nó rất là ít. Mà đa phần không biết là nó bán được ở bên Nhật thì người ta sử dụng ở cái vùng miền nào, nhưng mà về đa phần những con này về nòng nó đều xấu cả. Nòng đều xấu các nhá. Đấy. Một em Mitsubishi sản xuất năm 2016 nhá. Đấy. 2016 điện áp 1270W. Đấy. Yêu cầu sử dụng nguồn 20A nhá. Đấy. Có mã NJ-VX106V kép. Đấy. Toàn bộ là tiếng Nhật nhá, dành cho sử dụng cho thị trường nội địa thị trường nội địa Nhật và có tem hình oval đây. Đấy. Thành quách xung quanh đẹp này. Vuông như tấm bánh trưng. Đấy. Mặt mũi này, màn hình chức năng kín cả màn hình luôn này, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Mặt còn đẹp nhá, mặt còn đẹp 2016. Đấy. Và em làm em nhập thì cũng có sự lựa chọn cả. Đấy, hàng xấu quá thì em cũng không nhập. Màn hình nét nhá. Đấy, không có giọng nó có nhá, màn hình nét thôi. Thì này. Đấy. Hâm này. Thì là nấu cơm hết rồi các bác nhá, hẹn giờ cơm chín này. Giờ này. Đấy, nấu này. Thì này, menu này.
Màn hình rất sáng các bác nhá. Màn hình nét, bây giờ là 7 giờ 2 phút. Màn hình nét. Dây của nó hút rất là khỏe. Em làm thì đều có sự lựa chọn cả. Đây còn là răng xanh này. Răng xanh mướt nhá, răng xanh mướt, có thể đặt chị ạ. Răng xanh mướt. Răng xanh mướt nhá. Răng xanh, răng kép nhá, răng xanh mướt nhá. Hộp tái tạo hơi nước đây. Đấy, rất còn sạch, rất là sạch sẽ này. Mặt trước mặt sau này. Nòng nồi này. Nòng nồi dày nhá các bác nhá. Nòng nồi rất là dày. Nòng nồi này cực kỳ dày luôn đấy ạ. Wow. Nòng nồi dày nhá, vì cái viền này các bác có thể nấu cả nồi carbon cũng được, mà nòng nồi kim loại được nhá. Nóng đẹp chưa ạ? Nòng nồi rất dày nhá, các bác nhìn nhá. Nòng nồi dày nhá, không phải nồi mỏng nhá, nòng nồi cực kỳ dày. Đấy, bên ngoài phủ gốm sần này, giống như đời 1920 này. Đấy, bên ngoài phủ gốm sần nhá. Đấy này, có xước này. Đấy, phủ gốm sần nhá. Cực kỳ dày luôn nha các bác nhá, cực kỳ dày bên trong đẹp này. Đấy, một vài điểm xước ở trên mép này. Bên trong đẹp nhá. Xước muôi, xước lông mèo thì có. Còn chấm tóc là không nhá, lòng dày. Đấy. Bên trong sạch sẽ nhá. Bên trong sạch sẽ. Đây các bác. Đấy, các bác có thể nấu cả nồi carbon được nhá. Tại vì nó là cái viền đỏ này, nấu cả nồi carbon được, mà nếu cái viền đỏ này mà đưa cái nòng mỏng vào là xỉ nhá các bác nhá, là xỉ. Con này nòng cực kỳ dày, có nhận hàng cái nòng này phải đến gần 1 cân nhá. Nòng rất dày nhá, Mitsubishi, con này nấu cơm ngon. Đấy, nòng dày là nấu cơm ngon các bác nhá. Đây. Điện nó ok rồi, mã số 6 ngày mùng 10 tháng 5. Để các bác bao nhiêu? 800k nhá. 800k. Đấy. Màn hình. Đấy, kín màn hình luôn về chức năng. Đấy. Đẹp nhá, song rong đẹp các bác nhá. Lại bán theo hình thức mà. Bao tất cả bao nguyên dinh nguyên bản như các bác. Đấy. Đẹp thì em bán giá cao mà số em bán giá thấp, còn tất cả các nồi em bao zin nguyên bản cho các bác luôn. Tiếp theo là em Tiger Ta Cúc. Dạng Tiger Ta Cúc được các bác nhá. Đấy. Màu bạc này. Đấy. Có chức năng nấu cơm cháy nhá, mặt mũi thành quách đây. Đấy. Thay pin thì nhá, cái này thay pin, hết pin thay pin rồi, bây giờ 7:04. Thành quách đây. Sản xuất năm 2013, dung tích 1 lít 100V, công suất 1200W nhá. Đấy, made in Japan này. Có mã là JKT-B100, JKT-B100 nhá. Đấy, đây có xước này. Thành quách còn khá đẹp coi nhá. 2013, 11 năm rồi. Mặt đẹp chưa ạ? Đẹp nhá các bác nhá, mặt rất đẹp luôn. Đấy. Thay pin nữa các bác nhá. Đấy. Nấu này, cái dòng này thì nó sẽ không hiện phút từ ban đầu các bác nhá. Dòng này không hiện phút từ ban đầu. Để em chia sẻ các bác về cơm cháy nhá. Của con này, để các bác không cần phải nấu cơm cháy đâu. Đấy. Nấu cơm bình thường, bác cứ nấu cơm hết sức bình thường, nấu ở chế độ cơm ngon là ở cái menu bác nhận chọn ở cái số thứ 3 này. Đây, cái số thứ 3 nó đang nháy nháy này. Đấy, 1 2 3 này đang nháy và bác ấn nút nấu. Để nấu xong nhá. Nấu xong chờ nấu chín này, chờ nấu chín này. Chờ nấu chín các nhá thì nó sẽ nhảy cái nút hâm như này. Nhảy cái nút hâm như này. Sau khi mà nó hâm cơm mà đến trước giờ các bác ăn cơm ấy, bác hủy đi. Và bác chọn menu cho em nhá. Chọn menu này. Đây, chọn menu nhá. Đây, cho cái mũi tên nó xuống cái dòng dưới cùng này, chữ bên này, chữ bên tay phải nhá. Dưới cùng bên là cái chức năng vệ sinh rồi. Các bác ấn đây, các bác ấn nút nấu nhá. Đây, ấn nút nấu. Đấy. Thì nó sẽ chạy trong vòng khoảng tầm 5 phút nó sẽ dừng nhá, và cơm của bác bên dưới. Cơm của bên dưới nó sẽ cháy vàng đúng như kiểu là bếp nồi gang bếp củi thôi nhá. Đấy, nhưng mà hạn chế nấu những cái chế độ này thôi. Vì làm sao? Vì nhiệt độ nó rất là cao các nhá, nó sẽ nhanh hỏng lòng nồi. Đấy, bác nào thích ăn cơm cháy thì thỉnh thoảng chúng ta làm một bữa như thế. Đấy, chia sẻ các bác như vậy. Thì cơm nó cháy vàng ruộng bên dưới. Nhưng bác nào đang có cái nồi này thì bác có thể thử như thế ạ. Thử như thế giúp em nhé. Đây. Nòng thì đẹp này. Trong nòng rất đẹp nhá. Không có chấm chóc gì. Nòng bao đẹp luôn. Đấy, trên mép thì một vài vết xước xíu xíu thôi. Đây. Nhìn thấy chưa? Bên trong nòng đây. Đây. Một hạt cát nằm ở đấy. Còn bao đẹp nhá. Lớp chống dính rất là bóng luôn. Bên ngoài này, đấy có xước này, đấy có xước nhá. Đấy. Có hai quay cách nhiệt, lấy cơm rất là tiện nhá. Đấy. Hạn chế nấu cơm cháy kiểu đấy thôi các bác nhá. Nấu kiểu đấy thì nó nhiệt độ nó cao, nó sẽ hay bị hỏng cái lớp chống dính nhá. Đấy. Mà cái đấy bác sau khi bác nấu xong thì bác phải ăn luôn nhá, không để nó cứng bác không ăn được đâu. Đấy. Nhưng mà nó sẽ giòn ngay từ ban đầu. Đấy. Răng đẹp nhá, răng đẹp. Này.
bên trong đây, bên trên đây sạch bóng nhá, bên trong đây đây, phần này nó hơi vẫn còn chưa sạch lắm, bác bảo vệ vệ sinh tiếp giúp em nhá. Đấy, báo rõ tình trạng như vậy. Một em nồi Tiger son đẹp, son cực kỳ đẹp nhá, bên trong lòng rất đẹp luôn đấy ạ. Đấy, có chức năng nấu cơm cháy nhá, ngoại hình đẹp rồi, không phải bàn về ngoại hình nữa nhá. Mã số 7 ngày mùng 10 tháng 5 để bắt đầu là bao nhiêu, 750.000 nhá, giá này cả ship được các bác nhá, 750.000. Song rong đẹp nhá, song rong đẹp ngoại hình đẹp, song rong đẹp ngoại hình đẹp. Số 8 đây, nên mà bác một chiếc nồi mặt quỷ đấy nhá, nên cho bác một chiếc nồi mặt quỷ đây. Đấy, thay pin rồi nhá. Đấy, rất là nặng. Đấy, nồi mặt quỷ thì cũng không phải phải màn hình sáng quắc này, không phải giới thiệu nhiều. Đấy, bác nào mà đang tìm thì dặn thì bác lấy nhá. Sản xuất 2005, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200W nhá. Sanio thành quách đây, có sức nano này, 2005 mà. Đấy, gần 30 năm rồi. 20 năm chứ nhỉ? 30 năm rồi. 20 năm các bạn. Gần 20 năm rồi. Mặt sáng quắc nhá, mặt mũi đây. Kiểm tra vòi này. Không nhiều nút đấy. Để đây, vòi đầy đủ các bác nhá. Vòi đầy đủ luôn này. Đấy, còn vòi nhá. Này, miệng nắp hơi còn đẹp này. Này, miệng nắp hơi còn đẹp nhá. Đấy, chưa bị mọt nhá. Bìa bên trong các bác nhá. Cắm điện đã. Này con này cái dây rất to mà đẹp. Này, nấu này. Xa nơi mặt quỷ các bác nhá. Đấy, ui giời, cái này đỏ thế. Hủy này. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này. Ủa con này xanh, nấu này, hủy này, chọn gạo này, hủy này, đấy. Nên là hâm nhập, hâm này, kiểm tra các phím thôi nhá, menu này, đấy. Nên xuống, ok, các phím hoạt động tốt các bác nhá, đấy. Nhiều con là cái phần vòng xuyến này có vấn đề đấy, phím nó không chạy đâu, đấy, ngoại hình như thế thôi, nhờ bên trong. Con này thì sẽ vệ sinh thêm cho các bác nhé, lại nấu áp suất là nấu cơm mới bắt đầu là những cái muội ở cái cạnh này bắt đầu nó mới bong ra. Đấy, con này thì trong cái phần này còn đẹp này, trong phần này còn đẹp nhá. Đấy, nấu cơm hay là test áp suất bắt đầu thì những cái cáu cáu ở trong cái hông này bắt đầu nó mới bay ra. Đây các bác nhìn thấy chưa, đây còn đẹp nhá, chưa bị mọt nhá. Đấy, mép còn sắc nét luôn này. Đấy, chưa bị mọt đâu. Đấy, doang phụ còn đầy đủ này, đấy. Nắp chống trào đầy đủ này, đấy. Áp suất bi này, áp suất bi này, đấy. Doang còn xanh mềm nhá, không xì nhá, các yên tâm đi, không xì, đấy, không xì, doang còn xanh mềm nhá, không sứt không nát nhá, đấy. Rất là mềm dẻo, bên trong doang rất là xanh, lòng dày chín lớp nhá, lòng dày chín lớp, lòng dày chín lớp này, bên trong sạch đẹp này, để có vết sứt lông mèo đây, đấy. Mỗi một cái lông mèo nằm giữa đây. Đấy, có nhìn thấy chưa? Lòng dày chín lớp nhá. Trắng gương này. Đấy, hai lớp này, hai đáy này. Tách. Lòng dày chín lớp này. Đẹp chưa? Bên trong đây. À không phải. Đấy là cái lông mèo thật các bạn chứ không phải là cái lông mèo xước mà có cái lông mèo nằm trong đấy thật. Đẹp chưa? Lòng rất đẹp nhá. Đấy, lớp chống dính còn rất tốt luôn, dày chín lớp. Rất là dày. Đây bác, đây bên trên đây, đấy. Sanio nhá, mặt quỷ, đấy, lòng dày chín lớp, đẹp nhá, không có lông mèo đâu, đấy. Đây có vết mờ đây, đấy, nhìn ra thì báo các bác ở đây, đấy, doang đẹp này, doang xanh mướt nhá, đầy đủ nắp chống trào này, rồi doang phụ nhá, nắp chống trào, doang phụ còn đầy đủ. Để bắt đầu này, 1080 nhá. Cả ship các bác nhá, để các bác nồi này 1080. Mặt quỷ các bác nhá. Đấy. Song rong đẹp đấy ạ, ngoại hình màn hình còn sáng lắm. Đấy. Ngoại hình bốn xung quanh đây, một vài điểm sức nano thì không thể tránh khỏi đâu. Mã số 8. Ngày mùng 10 tháng 5. Để 1080k. 1.080.000 cả ship các bác nhá, một chiếc nồi Sanio mặt quỷ, sản xuất công nghệ dây dợ rất đẹp này. Đấy, song rong đẹp nhá, song rong còn đẹp, lắp phụ nắp răng phụ, nắp chống trả còn đầy đủ hết luôn, hộp bi còn đẹp chưa bị mọt nhá. Đây nên bác mời em phân khúc giá rẻ đây, mời em Mitsubishi, đấy, cao tần IH, đấy,
thành quách bằng nhựa màu trắng nhá, sản xuất năm 2018 này, lắp ráp tại Trung Quốc nhá, công suất 1050W, đấy, điện 100V nhá, đấy, màu trắng này, đấy đây là không được bốn xung quanh thì có vẫn có vận chuyển thì vẫn có xước, à vẫn có cấn móp nhẹ nhá, ok chưa, giá bình dân thôi. Nấu này, con này nấu nó không hiện phút ngay từ ban đầu bác nhá, 15 phút cuối nó hiện đâu bác, thủy này, hâm này, thủy này, hẹn giờ cơm chín này, nấu này, đấy, thủy này, chọn gạo này, thủy, menu, hâm, các phím chức năng hoạt động tốt các bác nhá, chuông còi đầy đủ, các bác luôn, đấy dây còn cực kỳ đẹp luôn đấy, nhưng mà đẹp nữa đâu, đấy, răng xanh mướt nhá, răng xanh mướt này các bác này, răng xanh mướt nhá. Răng xanh cực kỳ luôn, mặt trong còn đẹp này, mặt trong còn đẹp, răng xanh mướt, con này nóng nòng rất nhanh nhá, bên ngoài đây inox nhá, bên trong đây một vài chấm cám nhỏ xíu đấy, bao bác không dính cơm trong vòng nhiều năm nữa nhá, dùng giữ gìn. Đấy, quay nghiêng quay thẳng cho bác xem các cái điểm nó chấm nó chóc nó bong ra. Đấy, nhưng mà con này thì lại chỉ một vài điểm chấm thôi, bên trong thành bóng này, ok chưa, sạch đẹp nhá, 500.000 nha các bác nhá, để bác giá 500.000 cả cước đấy nhá, 500.000 là giá cả ship rồi. Mặt mũi thành quách đẹp nhá, màu trắng bằng nhựa, nhìn giúp em nhá, số 9 ngày 10 mùng 10 tháng 5, để bác 500.000 nhá, 500.000. Đây, tiếp theo đây các bác một em phân khúc giá rẻ này, Panasonic nhá, có sức Ano đây này, thực ra này nó han han đây thì em đánh luôn thì các bác cho nó sạch, vì em trong quá trình em thay pin mà em phải tháo tung hết ra, tháo cả cái thông ra thì em đánh được hết cả những cái mép trong này nhá, còn về các bác đánh thì sẽ không tháo được ra như em, thì em sẽ tháo hết luôn đấy, thì em đánh đi thì nó hết cái lớp nano và lớp han ở cạnh dưới này, nhưng mà nó trông nó không được đẹp mắt bắt mắt, nhưng mà về các bác vệ sinh thì không thể sạch bằng em được, mà em phù phép thì về các bác đánh nhẹ cái nó bong ra thôi thì nó thành không hay. Đây chỗ này hơi xước một tí này, không ảnh hưởng gì các bác nhá. Bây giờ là 7:12 đấy, mặt mũi thành quách đây, sản xuất năm bao nhiêu, 2011, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1100W, có mã SRHG104 nhá, SRHG104 thành quách đây các bác nhá. Đấy, có xước tí đây nhá, không vấn đề gì nhá, mở ngon này nhá, báo rõ các bác như thế. Nấu này không nổi nầm nhá, test cơm rồi đấy, viền này trước là nô nhá, em lại dán cái tem vào đây trang trí đây rồi đấy. Nghỉ này, hâm này, nghỉ này, hẹn giờ cơm chín này, nấu luôn này, nghỉ này, hẹn giờ cơm chín này, giờ phút nghỉ, menu các phím động tốt các bác nhá, chuông còi kêu tốt này, Banavat nhá các bác nhá, Banavat này, đánh hết được các bác nhá, đánh hết cái mép này rồi, nòng đẹp này, nóng đẹp nhá, bên ngoài đây, đấy, bên ngoài đây các bác nhá, màu nó màu này không phải bẩn nhá, màu nó mạ mạ cái màu mật ong cái này không phải bẩn đâu nhá, đấy. Bẩn thì em nếu mà nó là cấu bẩn thì em là đánh được sạch bóng rồi, nhưng mà đây nó mạ cái màu màu kiểu này, này bác lưu ý giúp em như thế, đấy có xước này, đấy, bên trong này, đấy. Banavat, tất cả em đều test dọn rồi, bán công hành bác vào mua hàng. Xem video thì cho vợ chồng em xin một nút like, một lượt đăng ký kênh. Bạn nào yêu thích thì cho vợ chồng em xin một lượt chia sẻ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, răng này. À, răng đây. Răng áo mỏng nó một chút xíu nhá, còn lại là rất là dẻo và mềm này. Đấy, mặt trước mặt sau còn sạch đẹp nhá, inox. Đấy, bên trong đây. Đây, bên trong đây. Đấy, bên trong đây. Con này để bác giá bao nhiêu? 500.000 nha các bác nhá. 500.000 cả giá cước ở đây ạ. 500.000 bác nhận hàng chỉ thanh toán 500.000 thôi. Đấy. Thực ra như cái những cái nồi này thì phải dọn dẹp. Nó rất là mất thời gian các bác nhá. Lại còn con này còn thay pin rồi nhá. Thay pin rồi. Đấy, các bác phải kiểm tra xem đã thay pin rồi đấy ạ. Và vệ sinh cho bác rồi. Mã số 10 ngày mùng 10 tháng 5 để bác cũng 500k nhá. Panasonic thì siêu bền các bác nhá. Banavat mua về nấu trải nghiệm rất là ok luôn. Tiếp theo đấy bạn em Joyosi cao tần DH các bác nhá, thương hiệu chú voi con ở Bản Đôn đây, sản xuất năm 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105W, có mã NB VL10,
Min ra ban nhá, bạn nào thích Min ra ban con này. Nói chung là dòng Joy GOC là người ta vừa sản xuất ở trong nước và người ta xuất khẩu ra nước ngoài này. Nên là nó sẽ có nguồn gốc này. Con này chuông còi đầy đủ các bác nhá, chuông còi đầy đủ này. Hủy này, hâm này, hâm lên 8 phút này. Hủy này, chọn gạo này, à, gạo không vo này, menu này. Đấy, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, nấu này, hủy này. Ok các bác nhá, các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu to, dây còn rất là đẹp nhá, dây còn rất là đẹp luôn. Đấy, mặt mũi thành quách đây, màn hình sáng quắc này, đấy, màn hình sáng quắc nhá. Pin nhức ngon lành nhá, thay mới cho các bác rồi đấy, con này thay pin mới rồi, em nhớ mà. Con này nòng này có chấm cám rồi, bên ngoài đây. À, bên ngoài là chưa bị xước nhá, chưa bị xước mấy, nhưng mà nòng bên ngoài thì sạch đẹp này, nhưng bên trong này bị chấm chóc, à, chấm một vài điểm chấm nhỏ xíu rồi này. Đấy. Nhìn thấy chưa? Nào. Đấy. Nhỏ xíu bác nhá, bao bác không dính cơm trong vòng nhiều năm nữa nhá, trong vòng nhiều năm nữa các bác dùng giữ gìn thế này giúp nhá. Răng này, răng xanh nhá, răng xanh này 2014 nhá. Đấy. Mặt mũi đẹp này. Đây. À, em quay gần quay xa để các bác cùng xem, để xem là nó tình trạng như nào. Nhiều cái em không nhìn ra thì bác nhìn ra. À, nhìn ra cái gì thì trong lúc chốt hàng thì bác gọi điện chốt hàng thì bác hỏi luôn nhá, hỏi luôn là cái nồi này nó có cái này không, nó có cái kia không. Đấy, thì sau đấy thống nhất là đưa ra, khi đã chốt hàng rồi thì thỏa mãn các điều kiện của bác yêu cầu, như là nó có cái này không, nó có cái kia không, còn thế nào giá cả phù hợp thì chúng ta sẽ mua hàng. Và một khi đã mua hàng rồi thì bác vui lòng phong đổ trả. Đấy là cái phương trường bán hàng với em là vậy, đúng không nhá. Còn trong quá trình sử dụng chẳng may nó có lỗi lầm thì các bác cứ vui vẻ liên hệ với em thì em sẽ xét nghiệm bảo hành. Đây, mã 11 này, ngày 10 tháng 5 để các bác là bao nhiêu? 670k, 670.000 nữa các bác nhá. Đấy, giá này cả cước rồi. Đấy, pin biết thay cho các bác ngon lành, nó vệ sinh ngon lành rồi nhá. Dây con này rất đẹp, 670.000 thôi. Đấy, 2014 nhá. Đây, tiếp theo đây các bác một em Tiger này, của để dành đây. Tiger con này thì rất là đẹp rồi, sản xuất năm 2008 này, 2008 này, dung tích 1 lít 100V, công suất 1210W nhá, Min Japan đây, 2008 nhá các bác nhá. Đấy, thành quách còn đẹp này, 2008 mà còn rất là đẹp, mà nhìn thấy chưa, mặt mũi đây. Đấy, 7 giờ 19 phút nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, dây cũng còn đẹp này. Đấy, dây còn đẹp nhá. Đấy, có chức năng nấu cơm cháy các bác nhá, có chức năng nấu cơm cháy. Đấy, hủy này, đây hủy đây. Đấy, nấu này, nấu nó sẽ không hiện phút ngay từ ban đầu đâu nhá. Đấy, 15 phút cuối nó mới hiện đấy ạ. Mà các bác lưu ý như thế. Hủy này, hâm này, nấu cơm rồi các bác nhá, menu này. Đấy, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, nấu này. Các phím nó tốt các bác nhá, chuông còi kêu to này, đầy đủ hết các chức năng luôn nhá. Con này nó dạng như kiểu áp suất bi các bác nhá. Đấy, ở trong này có một viên bi này, để em tháo ra các bác xem. Đấy, trong quá trình nấu mà khi sôi bắt đầu nó mới bật cái nắp này lên. Đấy, khi sôi nó mới nhấc cái nắp này lên nhá. Đây, cái nắp này để em chọc 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 cho bác xem. Đây, trong này có viên bi này. À, đây, khi sôi nó sẽ nhấc cái nắp này lên. Nắp này nhấc lên để nó xì hơi ra nhá. Còn nếu mà không đủ áp suất thì nó lại ấn xuống. Đây. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, à. Trong này có viên bi nhá, cũng có lò xo. Đấy, áp suất nó không được khỏe thôi. Đấy. Nếu bác mua nguồn thì liên hệ với nhà em nhé. Đấy, giá nguồn em để ngay từ ban đầu màn hình đấy. Loang này xanh mướt này, tại sao gọi con củ để dành là vậy? Xanh mướt nhá. Mặt trước mặt sau mặt xi còn đẹp nguyên này. À, tiền nào của đấy các bác nhá. À, hôm qua nhìn là không thấy chấm ở trong này, thấy một chấm này nhỉ? Đẹp chưa? Lớp trùng dính bóng nhẫy nhá. Là một chấm đây. Đây đây. Đây bác nhá, một chấm bằng cái đầu bút bi. Đấy. Bộ còn lại phần giữa này đẹp không các bác? Rất là đẹp luôn. Này, hai quay cách nhiệt này. Rất là tiện. Đây, bên ngoài inox sáng bóng nha, bác nhìn cái phần quay này của nó còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, một chấm duy nhất nhá, một chấm duy nhất ở đây. Đấy, bên trong sạch bóng này. Đấy, con này tháo được cái nắp này ra nhá. Các bác cầm nồi cơm đừng có nhấc cái nắp này rơi bột chúng nó vỡ nhá. Đấy, con này là tháo hẳn nắp ra để vệ sinh bên ngoài. Đấy, vệ sinh sạch sẽ luôn nhá. À, một chấm duy nhất ở hông này nhá, bên trong sạch sẽ này, rất sạch luôn ạ. Ô, hôm qua vệ sinh không được cái nốt này, sao lại hôm nay lại có cái nốt này nhỉ? Răng xanh mướt nha các bạn nhá, răng xanh mướt. À, mã 12
mùng 10 tháng 5 để bắt đầu bao nhiêu? 690k. 690.000 bao nhá. Đấy, ngoại hình thành vách thì không có điểm trừ rồi. Đấy. Son thì rất là xanh, lòng thì đẹp, và chỉ có duy nhất một cái nhược điểm là cái một vết chấm ở bên hông ấy thôi, không ảnh hưởng gì các bác nhá. Đấy, các bác nghĩ thế thì giá tiền nào của đấy ạ? Vâng, nó có chấm, nếu cái nó không có chấm thì em sẽ bán khoảng tầm 750.000 vì nó rất là mới. Nhưng mà không may nó bị một chấm như thế thì các bác cũng hoan hỉ nhá. Giá bán như thế. Con này thì hôm qua em chưa kịp thay pin vì hôm qua em sửa một chiếc nồi Panasonic cắm nhầm điện cho một bác khách ở Vĩnh Phúc. Nên là chưa kịp thay pin, hết pin em sẽ thay pin cho các bác nhá. Đấy. Ủy này. Đấy, hết pin thay pin giờ. Đấy. Bây giờ vào điện xong mà lại không thấy vào điện này. Cổ pin thì còn đẹp thế này. Hết cơm rồi, xong còn nóng nguyên. À đây. Em vừa em cắm chưa chặt. Đấy. Ủy này. Hâm cơm này, hâm ấn giữ 3 giây các bác nhá. Ấn giữ 3 giây. Đấy. Hâm nhanh 8 phút này. Đấy. Thủy này. Hẹn giờ cơm chín giờ này, phút này, nấu này, chuông coi đầy đủ nhá. Thủy này. Chọn gạo này. Đấy. Menu này. Thủy này. Ok chưa ạ? Đây. Em cắm lại lần nữa cho bác xem nhá. Không này. Đấy. Điện đó ok. Thủy. Ngon lành các bác nhá. Đấy, dây còn đẹp này vì cái dây này em thấy nó rất là đẹp mà. Sao lại vừa cắm cơm đêm qua xong. Sáng nay vừa rửa nồi vẫn nồi vẫn còn nóng mà này. Đây này này, hết pin thay pin nhá. Sản xuất 2013, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105. Con này thành quách này cực kỳ đẹp này. Đấy, sạch bóng nha các bác nhá, rất là sạch này. Đấy, điếc này là không bể vỡ nha, hông này. Đỡ qua còn đẹp này, mịn da ban nhá. Bạn nào thích da ban, con này da ban. Đấy, hông con này rất đẹp nha, siêu nano này. Đấy, mặt đây, sáng quắc nha. Đấy. Đi ở bên trong 2013 các bác nhá. Đấy. Răng, răng đẹp nhá, răng đẹp. Nói chung do GC thì con nào răng cũng đẹp thôi. Đời mới thì răng nó màu xanh màu kia, còn đời cũ thì nó màu này. Đây, bên ngoài đây, có sức một chút xíu nhá. Đấy. Lớp trùng dính còn đẹp này, con này không chấm chóc nhá. Có vết sức nông mèo, chấm chóc thì nhỏ xíu thôi. À, có vết sức nông mèo này nhá. Ok chị ạ. Đấy. Muốn xung quanh này. Đây. Hết pin em thay pin cho các bác nhá, bác yên tâm đi ạ. Vâng. 2013 nhưng con này son này đẹp, son giòn đẹp nha các bác nhá. Son giòn đẹp. Son giòn đẹp. Để các bác con này 700.000 nhá. Đấy. Đời thấp hơn 1 năm, con kia 670, con này 700 vì con này son giòn đẹp hơn các bác nhá. Mã số 12 A13 A14. Em không ghi mã 13 nhá. Ngày mùng 10 tháng 5 để các bác 700k. Giá này cả ship thôi nha, 700.000 một chiếc nồi JGC. Mua được bếp Nhật Bản. Đấy, con này thành cách còn đẹp này. Mã 14 là cái mã cuối cùng nhá. Mã 14 là cái mã cuối cùng trong video. Là mã 14 là một con Iris Ozama màu trắng này. Sản xuất năm 2021 các bác nhá. 2021 dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1103W đúng không nhỉ? Đấy, 1130W ạ. Made in China nhá. Đấy, sản xuất 2021 này. Thành quách bằng nhựa màu trắng nhá. Đấy, mặt mũi đây. Rất đẹp nhá. Đấy. Dòng này cơm ngon, nòng dày nhá. Nước chống dính tốt. Đấy, trải qua thì là nó bị cái danh là sản xuất tại Trung Quốc nên nó không được giá thôi. Còn nếu mà nó không còn chữ Made in China thì nó phải cũng phải 8-900 tiền triệu nếu đời 21 mà đẹp. Hủy này. Hâm này. Hủy này. Menu này. Đấy. Ok chị ạ. Đấy. Đấy. Nấu xôi này, nấu cháo này, gọn nứt này, gọn nứt này, mầm này. Đấy. Các phím động tốt nhá, hẹn giờ cơm chín này. Giờ phút nấu nhá. Các phím động tốt không nhá. Lại viền chrome còn đẹp này, mặt màu bạc, thân màu trắng. Đấy. Phối màu rất đẹp nhá. Đấy. Lớp chống dính con này thì lại nó lại bắt đầu đời 21 này, nó làm kim tuyến đấy các bác. Óng ánh kim tuyến luôn này. Các bác nhìn thấy không? Kim tuyến này. Giống như ở lòng Panasonic. Óng ánh kim tuyến luôn nhá. Đẹp không ạ? Từ trên xuống dưới nhá. Ống ánh kim tuyến luôn. Đẹp chưa? Bên ngoài đây. Sáng bóng với con này gần như là chưa dùng. Gần như chưa dùng các bác nhá. Mới tinh gần như chưa dùng. 2021 đấy ạ. Son giòn đẹp này. Son bên trong ống ánh kim tuyến nhá, rất đẹp luôn. Đấy giòn đây. Sạch bóng nhá. Sạch bóng là 2021 này. Con này rất là sạch đẹp. Son son đầy mới. Phủ kim tuyến nhá. Là phủ kim cương nhân tạo đấy. À,
dày nhá, dày bịch luôn. Mã số cuối cùng, mã 14 nhá. 14 ngày mùng 10 tháng 5 để con này 750.000 thôi. 750.000 các bác nhá, đời 2021. Đấy, song rong thì như mới rồi. Đấy các bác bỏ qua cái thành kiến là lắp ráp tại Trung Quốc, lắp ráp tại đâu chỉ phải có nguồn gốc ở đấy. Đấy người ta dành cho thị trường Nhật Bản thôi. Đấy, còn Trung Quốc là công xưởng của thế giới, kể cả cái iPhone các bác đang dùng trên tay cũng là của Trung Quốc thôi. Mặc dù nó cũng mấy chục triệu đúng không ạ? iPhone 14, 15, 16. Đấy, 3, 4, 50 triệu về đi Việt Nam cũng thời điểm đầu tiên 6, 70 triệu điện thoại nó cũng là lắp ráp tại Trung Quốc. Hay cái tivi hay là kể cả cái đơn giản như là cái ấm siêu tốc các bác đang dùng là cũng của Trung Quốc. Đấy, cái ghi Mỹ Việt Nam nhưng mà là công nhập linh kiện về lắp tại Việt Nam thôi, toàn bộ là của Trung Quốc hết. Đấy, chúng ta gần là chưa làm được cái gì nhiều đâu ạ. Chia sẻ với bác như vậy, quan trọng nhất là bên nào đặt hàng là bao nhiêu tiền thôi, và linh kiện của ai thôi thì nó sẽ tốt. Đấy, các bác yên tâm đấy ạ, nhá. Đấy, đấy, cái mã 14 là cái mã cuối cùng trong video buổi sáng ngày mùng 10 các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác mua hàng thì cho vợ chồng em xin một nút like, một lượt chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho vợ chồng em xin một đăng ký kênh. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.